Em thấy trong người nào phải không? Bình thường ạ. Em đang có mấy công trình này, xong rồi có gì tí nữa lên đây nhé, xong rồi thích cái nào làm việc gì và anh bảo người làm cho. Vâng. Thế đi xa thế thì làm nào anh? Đây, xong rồi cái vấn đề đưa đón em không phải lo gì cả. Vâng. Thì có người đưa đón em về tận nhà. Vâng. Không phải vấn đề gì, chỉ làm miễn là em có thích làm công việc này hay không thôi. Vâng. Có gì gần gần đây rồi tí nữa, nhưng mà cái đổ xăng xong rồi có gì anh đưa em lên những cái công trình này. Nhà anh có gần đây không ạ? Nhà anh cách đây tầm độ hơn 2 cây thôi. Vâng. Thế anh làm. Anh hãy đổi em ít xăng nhá. Là không không bác nhỉ, nói chung là nó chỉ có đau thôi, còn thì không sốt. Em băng như là bác sĩ bảo ấy, lại cho chú uống thuốc đầy đủ thì nó không sốt. Hôm nay bác sĩ kiểm tra cho nếu mới thì thay băng lại thì chú đi. Hôm nay nó vẫn còn đau nó vẫn còn đau nhưng mà nó đỡ hơn bạn. Đỡ hơn hơn không nổi. Ai nó còn bớt sưng rồi, em có sưng không? Nó ngỏ bao nhiêu, hôm tối về nó tấy lên nó sưng, nó đau quá. Ê, bác vẫn ăn uống sinh hoạt đầy đủ đêm đúng không ạ? Vâng, tôi thì vẫn sinh hoạt tốt ạ, không có vấn đề gì. Mọi người, bác cứ cố gắng nghỉ ngơi, chứ hạn chế đi lại nhiều là một thời gian là sẽ nhanh quá thôi. Dạ, vâng. Thưa bác sĩ thay băng cứu thì tình hình vẫn hơn. Vâng, vâng, xong thì tôi kiểm. Bây giờ để tôi bắt đầu thay băng cho bệnh nhân nhé. Vâng, thưa bác sĩ, thay băng cho chú. Đây, đây, mấy y tế. Này, nghe bảo ăn sao no, sao đồng hứa. Đây, bác sĩ ngồi đi. Vâng, cảm ơn chị ạ. Chị lên đây hỗ trợ tôi thay băng. Quá trình thay băng nhá, con đã hơi đau một tí, bác cố gắng chịu nhé. Vâng, bác sĩ làm nhẹ nhàng này cũng đau lắm. Bác nhanh chân một tí ạ. Đau lắm. Nhức không chứ? Đau, đau. Bác cố chịu một tí ạ. Bạn này hơi đau nhé, bác hướng nhé. À.
này cũng là sát trùng đó. Vâng. Đỡ xưng rồi mà. Nhìn bỏ ra, hết hết lắm. Đỡ xưng rồi. Bác cố chịu một tí nhá, bây giờ tôi sẽ sát trùng cho bác. Thuốc vào sẽ hơi đau nhá. Bác cẩn thận cô chịu được nhá. Cái thuốc này mát một tí. Để xong rồi. Vâng, một thời gian nữa thì tốt nhất là mọi người nên. Ở đây tôi thay bác, đắp thuốc cho bác rồi nhé. Thì người trong gia đình nên chăm sóc bác chu đáo đầy đủ, cung cấp đủ chất dinh dưỡng, hạn chế tối đa việc đi lại, tránh để người ta là thiếu nước. Bác sĩ ơi, bán thuốc cho chú thuốc gì? Cái gì các cần đấy thì bác sĩ cứ dặn cháu gái cho tôi thì nhé. Vâng, thì tôi sẽ bổ sung thêm canxi và khí thuốc giảm đau trong quá trình phát sinh vấn đề đau đớn thì bác không uống thuốc giảm đau. Bác xin cho thuốc giảm đau được. Vâng, vâng, vâng. Không thì chị nhớ chăm sóc bác ở trên bệnh viện nhé. Hạn chế tối đa việc đi lại đấy, không vết thương tái phát thì mệt lắm. Gửi thêm gia đình một tí thuốc. Người gia đình cứ cho uống liều lượng nào tôi ghi trên bao bì rồi nhé. Vâng. Người cứ cho đây uống. Là một lần một liều đấy ạ. Vâng, vâng, đúng rồi. Xung thêm thuốc giảm đau nhé. Vâng. Các bác sĩ có cần điều gì dặn được cái gì dặn để cháu thì tôi thì nhé. Vâng, vâng. Đây ạ, bác sĩ đưa thuốc đây rồi, không nhớ là chân đừng cử động nhiều nhé. Thanh băng rồi, đắp lá bác rồi. Dạ, thì vâng. Có điều gì căn dặn thuốc thang này tôi đã dặn chị đây rồi. Vâng, bác có cái điều gì cần dặn thì bác cứ dặn cháu cho tôi nhé. Vâng, vâng, nếu có chuyện gì cảm thấy khó khăn trong việc vết thương thì lại gọi đến tôi. Vâng, dạ vâng. Chúc bác sống khỏe lại nhé. Dạ vâng. Tôi chào tôi đi nhé. Cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, vâng. Bác sĩ ra uống nước ạ. Vâng, vâng. Của chú thì tôi hết tay rồi.
tiền cho bác sĩ hộ. Đây ạ, chú ơi, chú cháu gửi tiền đấy. Vâng, cảm ơn nhé. Vâng, chào gia đình, chào bác nhé. Vâng, tôi xin phép tôi còn nhiều giờ tôi về trước. Vâng, cảm ơn bác sĩ nhé. Vâng, vâng ạ. Vâng, chào gia đình ạ. Vâng. Vâng, vâng ạ, chào chị. Vâng ạ. Chú ơi, chú có thể đỡ không? Đó là cái gì đỡ nhiều rồi đó. Cái này chắc là người ta bóp lá, không có mẹo người ta gì. Chắc là cái nhiều nó cũng có thuốc gì đấy. Đấy, người ta còn không mang, ý như là người ta không mang đến đây làm, người ta làm trước ở nhà ấy. Cái thuốc này là cái mẹo người ta ấy nhỉ? Đấy, nó là bị vứt người ta rồi. Vâng, người ta không mang đến đây, người ta làm đâu. Thế là không cho mình biết nó là lá gì. Thế chú làm đây nghỉ. Cháu cho gà vịt ăn chú ạ. Cháu quay lại thì cháu nấu nướng ăn. Ăn cái gì chú muốn ăn thì hôm nay cháu nấu cháo nhé. Ừ, thì bên cháu nấu gì được. Nấu gì đơn giản hôm nay cháu mình ăn. Vâng, cháu sang cháu cho gà vịt ăn đó nhé. Ừ, cháu sang. Chú ơi, cứ nằm đấy nhá, cứ không được đi lại đâu đấy. Ừ, cháu sang. Vâng, cháu sang cháu cho gà vịt ăn xong rồi về cháu nấu cơm. Chú ơi, có nhà không chú ơi? Cháu đây. Đưa cho chú. Vâng. Chú đỡ cho chú. Cứ cứ nằm đấy, cứ nằm đấy. Nằm chú, nằm chú. Nằm cứ cứ nằm. Đây 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 đợi chú đi. Hôm nay thì cháu ở nhà thế là ngồi giảng giải nghĩ sao là chú sức khỏe thế nào lại ra thăm chú.
Đây, đây cháu biếu chú hộp quà nhá. Cảm ơn chú đã đến thăm chú, lại còn mua quà mua cát gì mà hình kỉnh này. Chú đỡ nhiều rồi. Vâng, thì thôi chú cứ ăn uống cho nó điều độ vào để cho nó sức khỏe cho nó tốt. Chân tay, nó đầu óc nó không được gì, đấy là nó hồi đầu nó đập. Em chào chị ạ. Dạ vâng, em vừa đến chị ạ. Hôm nay cũng đỡ rồi, bác sĩ vừa đến người ta thay băng cho người ta. Chị ngồi đấy. Em cứ ngồi đi. Ra uống nước em ấy. Vâng, thì cho việc ăn kìa. Em đến chơi thì em biếu chú ít quà để cho chú cầm bố. Nhưng mà chơi thăm chú thì thế này là tốt lắm rồi, vậy là vụ quà các bạn lĩnh tỉnh. Để cháu ra bàn này uống nước. Em phải ra bàn uống nước. Dạ. Thì nhân dân nước thì cho em uống nước này hồi chú. Vâng. Em uống nước. Dạ vâng. Chị ở đây cũng có một đứa em gái. Vâng. Chị chỉ là cháu thôi. Dạ. Thế em gái chị đâu rồi? Chị chỉ là cháu của chú thôi, còn con gái chú đến mấy hôm nay mới đi tìm nó, thì là chú đi tìm hôm nay để va với em chứ cũng không đi. Đi mấy hôm nay mà cả nhà tìm chả thấy nó đâu hết. Nó đi đường nào. Thì chú chị ở nhà mới đi tìm nó lo chả thấy là tin tức gì cả. Mấy hôm nay đâm ra giờ có mình chú là chỗ dựa thì chú lại đau chân nên là chả làm nào được. Hoàn cảnh gia đình bây giờ neo người thì đâu có hai chú cháu thôi. Nhờ cơ quan chức năng làm nào được. Mình nghiệp vụ chuyên môn không có. Bây giờ chị cũng đến bữa rồi. Nay chị dạ. Đi sang kia chị bắt con vịt nhà nhiều lắm, chị nuôi nhiều ấy. Vâng. Nhưng mà đến cơm với chú cháu là chị. Vâng, thế chị cứ đi săn nấu đi, em ở đây nói chuyện với chú một tí. Dạ vâng vâng. Xong thì bắt con vịt nhé. Dạ. Chú ơi, chú nào nghỉ nhé. Cháu sắp bắt con vịt nấu cơm chị nhé. Đây sắp cơm nấu cơm, vâng, để vâng. Em nó ở đây ăn cơm nhé. Vâng. Thế cháu không phải đi làm hay sao hả cháu? Hôm nay cháu ở nhà chú ạ. Và hôm nay cháu được nghỉ ạ. Công việc cháu là cái chính là gì nhỉ? Cháu giao trứng. À thế ạ. Nhà này kinh doanh về bên nhà mình, nhà cháu thì trứng làm trứng thì nhà có nuôi gà nuôi vịt đó. Hay là cháu không chú ạ, nhà cháu chỉ đi nhập trứng của người khác về thôi. À thế ạ, chú tưởng là nhà lại nuôi cả gà nuôi cả vịt. Nhà thế thì mỗi ngày giao nhiều trứng không nhỉ? Cháu cũng giao cũng khá nhiều chú ạ. Vâng, cháu có điện thoại nhé. Ừ, thế thì cháu nghe điện thoại. Vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng, ok, xong bây giờ cháu về luôn đây. Dạ, dạ, dạ. Vâng, 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 cháu chào bác. Ê, chú ơi, cháu ê. Bây giờ là cháu bạn cháu về trước ấy thì chú báo với chị là cháu xin phép cháu về. Cháu ở đây. Cháu ở lại ăn cơm với gia đình chú. Thôi cháu xin phép là cháu có việc gấp thì chú cứ nghỉ ngơi đi. Cháu rồi, xin phép cháu về. Rồi, vâng. Chú cảm ơn cháu nhé. Dạ vâng. Chú cảm ơn nhé. Dạ vâng. Khi khác cháu lại đến nhé. Vâng vâng. Cháu về. Vâng vâng. Dạ vâng, chú cứ nghỉ ngơi đi nhá. Là phải giúp đỡ, bây giờ không thấy người hoạn nạn không giúp đỡ nhiều, lúc còn khó lắm.
gần đây, nhưng mà anh đi xe thì nó gần thôi, nhưng mà đi bộ là xa lắm. Thì có gì ở đây này gần gần đấy, xong bắt đầu là anh lên anh xem có cái việc nào mà phù hợp với em, xong anh bảo mọi người là giúp đỡ em nhé. Không phải lo gì, xong rồi thì nó lên đấy hợp lý, xong rồi anh lại đưa về cái chỗ anh có cái nhà mới ở kia. Thời tiết này bây giờ là nó cũng xe xe lạnh rồi, nên là công việc làm nó cũng dễ, nắng nó bây giờ nó không như trước, nên là cố gắng. Đường ở đây cũng phố xá ấy nhỉ? Bây giờ nó chuẩn bị nó lên quy hoạch là đẹp lắm. Chú ơi, cháu đi nấu gì cháu ăn nhé. Cháu xin hớp nước ạ. Cháu đang hớp nước. Chú ơi, em kêu nó để tiền ở đây à? Ừ, thế về... Hôm nọ nó đưa cháu rồi, hôm nay lại để tiền nữa. Hôm nay thế nào nó về bánh mà. Chắc là nó cứ để đấy, nó để tiền đấy, không bảo gì chú à? Nó không nói gì với chú cả, chắc là bây giờ nó vừa để đấy, xong rồi nó có điện thoại. Chắc là nó sợ chú cháu mình không lấy của nó cứ để ừ thôi, thì với người ta có cái lòng như thế với cháu cứ cầm. Chú ơi, đây người ta đưa để bồi dưỡng thôi, chú cầm đấy. Đây cháu cháu cầm đến mai đi đi chợ. Đây cháu mua bán cho chú ơi. Đây, chú cầm. Chú cầm nước túi đây. Lúc nào hết cháu lại lấy, hôm nào chú bảo cháu ăn ngam ăn khoan mà. Lúc nào hết cháu lại lấy nhé. Ừ, chú cầm. Cháu đi nấu cơm. Cần mua gì nhé? Cháu đi cháu nấu ăn. Xong rồi cháu nấu gì coi nhỉ? Vâng, đây cháu nấu một tí nhé. Đây là một cái khu vực mà anh đầu tư khu vực này nữa. Thì bây giờ là anh sẽ vào đây, xong rồi có gì em tham khảo công việc nhé. Đây, ngay đây này. Đây người ta làm nhà ấy. Ở đây làm mấy cái viên hôm để anh cho thuê mà. Đây cái khu này này, bây giờ nó đang vào hoàn thiện. Đây công nhân của anh đang làm. Công trình của anh to rộng. Đây, đây, từ từ để anh nghe điện thoại. Vâng. Vào cháu nghe, chú ơi, chú đang ở đâu đây? Đang nhà ấy. Vâng, cháu đang đi lên Bắc Giang này, có ít việc ấy, đang phải công việc ấy. Vâng, 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 cháu ra xuống. Đây, mấy khu vực đây này. Đấy, giờ, bây giờ là anh dẫn xuống xem là mấy công trình này, xem nó hoạt động nào nhé. Không có hợp lý không thì... Thì cái mũ á.
đơn giản thôi, kiểu công việc lao công của khu vực quanh quanh đây. Thì là công việc này em thích cả. Lao cao thì sợ. Không phải thì ra kia thì nó có mấy công ty nữa. Nhưng ở bên kia nếu mà em phải hợp với công ty nào thì không hợp thì. Làm nhá.
công trình, mấy công trình của anh làm cũng gần đây đấy. Vâng. À đây, em cũng cũng lúc. Em xin ạ. Thôi uống đi, đây uống nước cho mát. Công trình của anh thầu đây này, nên nó rộng lắm, nó rơi vào tầm độ 2.000 hecta đấy. Đây cả khu vực này. Đây này, có một cái công ty cùng chú anh làm đây này. Bây giờ anh dẫn em vào nhé. Công ty đấy vào. Làm gì đấy? Đây chuyên về những cái nội thất, nhôm kính rồi thì mọi thứ ấy. Vâng. Đấy, xong rồi để làm cái công trình vừa nãy này. Vâng. Cái công trình to vừa nãy. Đây công ty tư rồi. Ừ, đây. Thì em vào đây liên hệ nhé. Vâng. Cháu đi cháu hỏi trên kia xem có mấy cháu đi lên cháu tìm ra chỗ trọ xem có lương không nhé. Chú cứ nghỉ ở nhà nhé, ăn xong chú nghỉ xong cháu đi cháu tìm đâu cháu lên chỗ trọ cháu tìm xem là còn nó có ở chợ không. Hôm trước là cháu gặp nó ở trong chợ mà xong rồi cháu thì đi vào những chỗ chợ là những chỗ dân cư ấy. Vâng. Cháu thử hỏi là xem là có gặp em không? Vâng. Là bộ chú em không? Vâng, đi để xong rồi ăn đi, chú ăn đi xong rồi cháu ăn không cháu đi nhé. Ừ.
Đấy, đấy là công ty của ông chú của anh. Vâng. Đấy. Thì bên anh là chuyên về sản xuất những cái đấy đấy. Vâng. Xem có phù hợp không, nếu không phù hợp thì anh xin cho. Cái đấy thì em làm được nhưng mà em sợ là lên những cái chỗ phố xá em không quen ấy. Thế là ấy, anh cứ xem có việc gì làm đông ấy. Em làm đông quen ấy. Rồi xem phù hợp, nhưng mà không ấy thì ở nhà anh có một cái ngôi nhà nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó không đẹp lắm em ạ. Vâng. Nhưng mà để mà chú mưa chú nắng thì cũng ở được. Vâng. Thì có gì bố trí ở đấy xong rồi làm có tiền lúc đấy là mình lại cải tạo. Em bố con nhà em cũng ở khổ, không phải là ở thành phố sung sướng gì ấy, nên là em ở thế nào em ở được ấy. Đấy, anh thì chỉ dùng tâm thế thôi, hợp lý được thì anh đem về đấy. Anh giúp em có chỗ ở là được ạ. Bây giờ em đói không? Em cũng bình thường. Thì đằng nào thì tối về cũng phải nấu, thì bây giờ là anh đưa em đi ăn hả nhá. Vâng. Đi ăn xong rồi tí nữa anh dẫn em về cái nhà mới ấy. Vâng. Đấy, cái nhà đấy xong rồi anh em mình cùng dọn dẹp xong rồi ở tạm. Vâng. Vì cái chỗ đấy lâu ngày ấy, thì cũng ở nên là giờ cũng chưa biết nào cả. Vâng. Đây để anh vòng cái đường này gần nhà mình ấy. Hết vào đấy nhỉ? Làm hơi nóng. Cứ tha đâu. Này, cứ cho tao đi vào đây đủ.
cho em ở đây nhé. Chị của anh là nói năng không ạ? Chị có gì giúp đỡ cô này ở đây nhá. Giờ cô này ở đây thì giúp đỡ cô này hai chị em cho nó vui vẻ đấy hẹn nhau nhá. Xong rồi có gì cần sự giúp đỡ của anh thì bảo anh giúp đỡ nhá. Đấy, giờ hai chị em ở lại xong rồi đùm bọc lẫn nhau nhá. Cần sự giúp đỡ gì xong rồi có gì anh giúp đỡ. Đấy, thì công việc của anh thì nó cũng bận rộn, thỉnh thoảng anh mới qua được thôi. Đấy, thì tôi cố gắng là mình không có nơi nương tựa thì mình ở lại đây lại chị của anh cho nó tình cảm. Chị anh cũng thân thiện mà vui vẻ lắm. Với hai chị em cố gắng đùm bọc lẫn nhau, chị có gì chị giúp đỡ
em cho em nhé. Cảm ơn anh. Đây, xong rồi anh rót nước, xong rồi hai chị em ngồi uống nước nhé. Đây, đây, đây. Đây là con của chị đấy. Con chị bây giờ chị đi học rồi, chị học đại học, con chị học giỏi lắm. Một mình chị ở nhà thôi. Cố gắng thì hai chị em bảo ban nhau thì giúp đỡ hoàn cảnh cùng nhau cho nó tình cảm nhá. Em uống nước đi. Chị có chồng không ạ? À, chị bệnh hiểm nghèo nên là chị không nói được, đấy, nói năng khó khăn nên là chồng con là cũng khó lấy đấy. Nhưng chị chỉ có một cháu thôi đấy. Cháu bây giờ đang đi học rồi đấy, thì cuối tuần thì em mới về được em. Thế thì nhà cửa đây là chị đã ở với các cụ hả? Trước thì còn các cụ, nhưng các cụ không may, thế là các cụ mất sớm rồi. Là bây giờ là chị còn một mình chị ở đây thôi. Chị cũng vất vả. Chị một mình thì chị cũng vất vả lắm em ạ. Cùng hoàn cảnh với nhau thôi, cố gắng đùm bọc. Cái gì à? Chị anh là phải sử dụng bằng những cái hành động như là tay chân này đấy, thì chị mới biết. Đúng không? Cái gì à? hai chị em vui nhỉ, cái tâm sự suốt từ nãy giờ đấy. Em ơi, bây giờ là chị ơi, chị giúp em làm cho gọn cái quần áo này của em gái vào cái giường kia, xong rồi có gì cho ở tạm đây nhé. Đây em cầm cái này, xong rồi ra bên này là giường của em ở bên này. Đây chị ơi. Quần áo bây giờ còn nhiều chưa? Còn nhiều không? Em có quần áo. Có quần áo rồi chứ? Bây giờ cứ tạm không có gì anh thu cấp sau chứ. Không phải lo. Chị cố gắng giúp đỡ nhá. Chị cố gắng giúp đỡ con này nhá. Giúp đỡ con này đấy. Thì em ở lại nhá. Có gì anh đến sau giờ anh phải công việc rồi. Em có anh nhá. Có gì em mời chị em chung nhau nhé. Mời chị anh mời anh đi gặp rồi có gì anh rảnh qua nhé. Anh em vui vẻ nhá. Sạch sẽ đi. Ủa? Tại sao nó về đây cơ?
Bố ơi, xong thế nào cho chị ở đâu nhỉ? Đấy, nhà mình nghe còn dãy nhà bên kia nữa. Cho chị sang bên kia. Xong rồi dọn dẹp các kiểu cho chị ở nhỉ? Ừ. Hai cô con ở đây thì chặt nha. Cho chị sang bên kia. Xong mới đầu thì bảo chị đi xanh, chị thoải khách nhà mình ăn cơm. Sắp xếp chỗ đây chị ở nhé. Mời sang bên kia nhé. Sang nhà bên kia. Dọn cho chị hết cái chỗ cỏ kia. Bố ạ. Ừ. Dọn cái chỗ cỏ kia xong rồi dọn cái. Xem cửa giá thế nào bố ấy, cẩn thận đến tối chị ngủ ở đấy. Ừ. Chắc là chị sửa lại. Quét dọn các thứ đi. Xong chị sang đấy. Em lúc nào đi mua cho chị mấy bộ quần áo nữa nhé. Trong bố đưa tiền con đi mua chị bộ quần áo nữa bố ạ. Để ở đây bố con đi. Đồ ăn đồ uống gì thừa chứ ăn ra thì cháu kia. Ở đây là rộng lắm. Thoải mái. Xong rồi đi lên xuống đường. Xi măng. Dọn lên sạch.
Chị ăn đi nhá. Ngọt thế. Ngọt lắm. Đủ mình ngọt lắm mọi. Cố ăn. Ăn thật nhiều mà da nó đẹp. Đủ lắm, ngọt thế. Ăn mạnh lên cháu ơi. Anh đủ nhà chồng ạ. Ngày mai là... Nhờ đủ đủ đường. Thì ăn đi. Thôi bố ơi, bố ăn lại đi bố. Bố cần đấy. Ăn đi. Ngọt. Ăn mày lên cháu. Ăn. Bác ăn mạnh.
Ha ha ha!
đây chị ơi. Thank you.
là bán đi chứ. Cân rồi đi. Cân cho chị.
quay bán gà, bán gì đó. Để em đi. Có cáo à? Bà ơi, không có màu vàng à bà ơi?
cái trăm này. Cái đấy trăm đó. Hàng tư gì ấy hả? Hàng cái cũng nặng như chó này, chú Hương mà đây hàng cái này luôn, cái này cái này.
Ủa, hai chị em đi chợ về đây. Con đi mua đồ, mua gối, mua ấy, các thứ cho chị. Con về rồi xong rồi chuẩn bị sắp nấu. Con mua ít gì về nấu. Để bố tươi nốt tay. Xong chui đi nồi để em nấu. Thank you.
Tông lại vừa đi quảng cáo kẹp răng bê đá. Mà cần là Dũng Xuân mà ra có loại kem đánh răng mà nó đánh việc răng nó hành trắng 500.000 anh mua không? Triệu tao còn mua không đấy. 500 đánh làm sao được. Dũng Xuân mà chiều cần mà ra có loại kem đánh răng của anh trắng mà 500.000 anh nhưng bao giờ da màu trắng mặt xấu ngon không ngon được không ngon sứ tạnh ngon quá ngon là ngon hơn là phản nước của kia nó còn bặn bặn đà hơn làm như là nó có màu mè ngon thì muốn nhở ngon. Xong ít bát rồi xong bát là một gia đình riêng nhưng mà hương đạm thời nhưng mà một vài ngày nữa xong rồi ăn riêng là có một mình ấy, ở bên kia trong thăm nhà ăn cơm cùng ăn xem có ông nào mà có chăn có gối với chiếu không gối chiếu thì có hai cái xong bé chị ở đây xong rồi bố đưa cho chị ít tiền chị đưa con thích mua cái gì mua quá.
để cho chị đi sang đấy chị ở. Tự nhiên cháu về đây để làm phiền bố con nhà chú. Thôi cũng chẳng có gì làm phiền cả. Cháu về đây để con gái mất. Cho hai cái bát, một cái đĩa. Đũa. Chưa? Đây, bố em nó không có treo vào đấy. Đừng đồ xuống. Chuyện này là nó chỉ có thế này thôi. Xong rồi mình lại tu tạo dần. Vâng. Bố đi. Về đây nhé. Thì hay bố con đi về nhé. Có gì thôi.